Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Sau khi nhận được thông tin lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar, nhân vật đứng sau các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào Israel, đã bị binh sĩ nước này sát hại tại Gaza. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 17 tháng 10 tuyên bố việc Yahya Sinwar bị tiêu diệt là một ngày tốt lành cho Israel, Mỹ và thế giới. Nhắc lại rằng, hàng chục người Mỹ đã thiệt mạng hoặc bị bắt làm con tin trong cuộc tấn công do Sinwar lên kế hoạch. Ông Biden nhấn mạnh rằng, cái chết của Sinwar là cơ hội để chấm dứt cuộc chiến tại Gaza, mang lại một tương lai tốt đẹp hơn cho cả người Israel và người Palestine. Trước đó, theo hãng tin AFP, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, ngày 17 tháng 10 thông báo rằng, thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo Hamas Yahya Sinwar, người mà Israel cáo buộc là chủ mưu vụ tấn công của lực lượng này vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, đã bị sát hại. Quân đội Israel cũng thông báo thi thể của Sinwar đã được đưa về Israel và nhận diện bằng xét nghiệm DNA cũng như so sánh hồ sơ nha khoa. Trong một bài phát biểu sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Hamas sẽ không còn cai trị Gaza nữa. Đây là khởi đầu của thời kỳ hậu Hamas. Ngày 17 tháng 10, Đại sứ Ả Rập Xê Út tại Anh Khalid bin Bandar Ansar đã kêu gọi chính phủ Mỹ đình chỉ xuất khẩu vũ khí cho Israel nếu viện trợ nhân đạo bổ sung không đến được giải Gaza. Đại sứ Ả Rập Xê Út đã hối thúc Mỹ thực hiện cảnh báo mà Washington đưa ra gần đây với chính quyền Tel Aviv, cũng như thực hiện lời kêu gọi trên nếu Riyadh không được phép đưa thêm viện trợ nhân đạo vào Gaza trong vòng 30 ngày tới. Ông nhấn mạnh, không quốc gia nào trên thế giới có thể tác động đến quyết định của Israel nhiều hơn Mỹ. Ngoài ra, nhà ngoại giao này đánh giá, hành động leo thang quân sự của Israel không đưa khu vực Trung Đông đến gần hơn với hòa bình và ổn định, mà ngược lại còn khiến Israel gặp nguy hiểm hơn so với những thập kỷ trước. Trước đó, ngày 14 tháng 10, truyền thông Israel đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer cảnh báo sẽ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Israel nếu cuộc khủng hoảng nhân đạo ở giải Gaza không được giải quyết trong vòng một tháng. Trong diễn biến cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Cairo. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Iran tới Cairo sau nhiều năm. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông giữa bối cảnh lo ngại về cuộc đối đầu quân sự lớn hơn trong khu vực với Israel. Tại cuộc gặp, Tổng thống al-Sisi đã nhắc lại lời kêu gọi của Ai Cập về việc ngừng leo thang để ngăn chặn cuộc chiến toàn diện trong khu vực. Về phần mình, Ngoại trưởng Araghchi không đề cập nhiều đến tình hình trong khu vực. Thay vào đó, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục nỗ lực tìm hiểu, triển vọng phát triển quan hệ song phương giữa Iran và Ai Cập. Căng thẳng tại Trung Đông đang lên cao khi Israel tuyên bố sẽ có động thái quân sự đối với Iran để trả đũa vụ tấn công hàng loạt bằng tên lửa đạn đạo của Tehran vào ngày 1 tháng 10. Bên phía Iran, ngày 17 tháng 10, Tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Iran Hossein Salami cũng cảnh báo sẽ đáp trả Israel nếu nước này tấn công các mục tiêu của Iran. Theo kênh tin tức 12 của Israel, quân đội Israel đã trình danh sách các mục tiêu có thể tấn công ở Iran cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant sau khi hoàn tất các công tác chuẩn bị, bao gồm cả việc phối hợp chặt chẽ với các quốc gia khác trong khu vực. KAL, một kênh truyền hình khác của Israel cho biết, giới lãnh đạo chính trị đã quyết định về các mục tiêu cụ thể, nhưng không nêu rõ ai là người đã ra quyết định. Kênh truyền hình Israel dẫn nguồn cho biết, các mục tiêu đã rõ ràng, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian. Theo kênh 12, Israel được cho là đã mô tả kế hoạch tấn công tổng quan cho Mỹ, nhưng vẫn chưa cung cấp thông tin cập nhật về các mục tiêu cụ thể. Kênh này dẫn một nguồn thạo tin cho hay, các mục tiêu cũng có thể thay đổi vào giờ chót. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng, ông đồng quan điểm với Thủ tướng Netanyahu và Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel IDF Hezi Halevi về cả nhu cầu và bản chất của hành động đáp trả lần này. Ông khẳng định kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước đó, ông Gallant tuyên bố Israel sẽ sớm đáp trả Iran. Ông nói, đó sẽ là một phản ứng chính xác, bất ngờ và chết chóc. Thông tin trên được đưa ra sau khi báo Washington Post đưa tin, trong cuộc điện đàm ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Netanyahu đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel không có kế hoạch tấn công vào cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran. Thay vào đó, Tel Aviv muốn tấn công các mục tiêu quân sự của Iran. Washington Post cũng dẫn các nguồn tin cho biết, cuộc tấn công sẽ được thiết kế để tránh tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Theo tờ báo, lập trường mềm mỏng hơn của ông Netanyahu là yếu tố chính khiến Mỹ quyết định gửi hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tiên tiến Thaad cùng quân nhân vận hành đến Israel. Trước đó, Israel được cho là đang cân nhắc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc địa điểm hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, cả hai đều bị Mỹ phản đối vì có nguy cơ làm gia tăng chiến sự.
bao gồm các cuộc trả đũa sau đó của Iran nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự của Israel hoặc các quốc gia khác trong khu vực. Trong một diễn biến liên quan, ngày 15 tháng 10, Văn phòng Thủ tướng Israel đã ra thông báo chính thức về thông tin nói rằng nước này cam kết không tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Iran. Đơn vị sản xuất tên lửa đánh chặn của Israel cũng khẳng định họ đáp ứng nhu cầu của lực lượng phòng vệ Israel IDF. Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel Netanyahu nêu rõ nước này đã đưa ra quyết định tấn công trả đũa cuộc tập kích tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10 vừa qua, dựa trên nhu cầu của chính Israel. Theo đó, người Israel lắng nghe suy nghĩ của chính phủ Mỹ, nhưng sẽ đưa ra quyết định riêng của mình, căn cứ vào nhu cầu an ninh quốc gia của Israel. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, thông báo trên của Văn phòng Thủ tướng Israel có thể xem là sự bác bỏ của Tel Aviv với thông tin do tờ Washington Post của Mỹ công bố ngày 14 tháng 10, cho rằng Israel đã cam kết sẽ không nhắm vào các cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran khi thực hiện đòn tấn công trả đũa cuộc tập kích tên lửa đạn đạo của quốc gia đối địch. Cụ thể, nguồn tin Mỹ dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tuần trước, Thủ tướng Israel Netanyahu nói rằng Israel dự định tấn công các mục tiêu quân sự của Iran chứ không nhằm vào các cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của quốc gia Hồi giáo, nhằm tránh gây ảnh hưởng bất lợi tới ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các cơ sở lưu trữ vũ khí của Houthi. Theo Reuters, hãng ABC News ngày 16 tháng 10 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã tấn công các kho vũ khí của Houthi ở Yemen. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM đã tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào các cơ sở lưu trữ vũ khí của Houthi do Iran hậu thuẫn trong các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Trước đó, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại một số thành phố của Yemen, đánh dấu đợt tấn công mới nhất của các lực lượng Mỹ và Anh đáp trả các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu thương mại di chuyển qua Biển Đỏ. Theo truyền thông địa phương, các máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh đã thực hiện các đợt không kích nhắm vào căn cứ Al-Sayyana của Houthi ở Sana'a, căn cứ hải quân Al-Qateb ở Hodeidah và một căn cứ quân sự ở Dama. Kể từ tháng 1 năm 2024, quân đội Mỹ và Anh đã tiến hành các cuộc không kích liên tục vào Sana'a, Hodeidah, Taiz và các khu vực khác do Houthi kiểm soát ở Yemen. Mục tiêu không kích là các bệ phóng máy bay không người lái, tên lửa, cơ sở lưu trữ và kho đạn dược của lực lượng này. Bộ Tài chính Mỹ ngày 16 tháng 10 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với mạng lưới tài chính có trụ sở tại Liban, nơi đã chuyển hàng triệu đô la Mỹ cho phong trào Hồi giáo Hezbollah. Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết, lệnh trừng phạt áp dụng đối với 3 cá nhân có liên quan đến bộ phận tài chính của Hezbollah và 4 công ty có trụ sở tại Liban đã đăng ký để che giấu mối quan hệ với lực lượng này. Mỹ cũng trừng phạt 3 cá nhân liên quan đến các hoạt động sản xuất và buôn bán amphetamine, được gọi là ma túy tổng hợp Captagon, vốn bị Washington cáo buộc tài trợ cho Hezbollah. Trong tuyên bố, quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Bradley T. Smith khẳng định, lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn những ảnh hưởng của Hezbollah gây mất ổn định tại Liban và trên toàn khu vực. Tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Brussels của Bỉ ngày 16 tháng 10, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu và 6 quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC đã cùng nhau lên tiếng kêu gọi chấm dứt những cuộc xung đột và ngăn chặn chiều hướng leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Tham gia hội nghị lần này có đại diện của các quốc gia vùng vịnh bao gồm Ả Rập Xê Út, Bahrain và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait, Oman và Qatar. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên các nhà lãnh đạo của EU và GCC cùng họp thượng đỉnh. Những cuộc thảo luận tại hội nghị xoay quanh tình hình căng thẳng leo thang giữa Israel và các nhóm vũ trang tại Gaza và Liban, đặc biệt là nguy cơ dẫn đến một cuộc xung đột trên toàn khu vực. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng mọi biện pháp ngoại giao để ngăn chặn xung đột mở rộng, cho rằng cần phải huy động mọi nguồn lực có thể để ngăn chặn sự leo thang nguy hiểm đang diễn ra ở Trung Đông. Bà von der Leyen kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại các khu vực xung đột. Trong khi đó, quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani hiện giữ cương vị chủ tịch luân phiên của GCC, nhấn mạnh tầm quan trọng của sứ mệnh tìm ra giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột, đặc biệt là vấn đề Palestine. Theo ông, cần có được giải pháp lâu dài và công bằng cho Palestine. Bên cạnh vấn đề Trung Đông, hội nghị còn thảo luận về những cuộc khủng hoảng khác, bao gồm xung đột quân sự ở Ukraine, những thách thức liên quan đến thương mại, năng lượng và biến đổi khí hậu. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, quân đội nước này đã phát hiện vũ khí tân tiến của Liên bang Nga trong các cuộc tìm kiếm căn cứ của Hezbollah ở miền nam Liban. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Figaro của Pháp,
được công bố vào ngày 16 tháng 10. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2006, chỉ có quân đội Liban mới được phép sở hữu vũ khí ở khu vực phía nam sông Litani của nước này. Tuy nhiên, ông Netanyahu cho biết, trong khu vực này, Hezbollah đã đào hàng trăm đường hầm và kho chứa vũ khí, nơi Israel mới tìm thấy một số lượng lớn vũ khí hiện đại của Liên bang. Liên quan tới vấn đề nêu trên, báo Bưu điện Washington trích dẫn các quan chức Israel cho biết trong các cuộc tấn công ở Liban kể từ khi cuộc xung đột với Hezbollah leo thang vào tháng trước, quân đội Israel đã phát hiện vũ khí chống tăng của Liên bang Nga và Trung Quốc. Hiện nay, Liên bang Nga và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin nêu trên của báo Bưu điện Washington và quân đội Israel cũng chưa phản hồi ngay lập tức về câu hỏi của hãng tin AFP liên quan đến thông tin mà Thủ tướng Netanyahu nói với tờ Le Figaro. Theo AFP, chiến dịch quân sự tấn công Hezbollah của Israel là nhằm bảo đảm an toàn cho khoảng 60.000 người dân miền Bắc Israel trở về nhà. Đây là những người đã phải đi sơ tán vì các cuộc pháo kích qua biên giới giữa Israel và Hezbollah sau khi cuộc chiến ở dải Gaza bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Thủ tướng Netanyahu cũng khẳng định rằng một cuộc nội chiến mới ở Liban sẽ là bi kịch và Israel không có ý định khơi mào một cuộc chiến như vậy, cũng như không muốn can thiệp vào công việc nội bộ của Liban. Mục tiêu duy nhất của Israel, theo ông Netanyahu, là để công dân sống dọc biên giới với Liban có thể trở về nhà và cảm thấy an toàn. Hezbollah và Israel đã tham gia vào một cuộc đấu pháo dần leo thang sau khi các cuộc tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel làm bùng nổ cuộc chiến dải Gaza. Theo số liệu thống kê từ Bộ Y tế Liban do hãng tin AFP tổng hợp, kể từ khi Israel tiến hành các cuộc tấn công Hezbollah, ở Liban có ít nhất 1.373 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, AFP cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn. Người phát ngôn Behrouz Kamanvandi của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, AEOI, ngày 16 tháng 10 tuyên bố Tehran sẵn sàng tham gia những cuộc đàm phán nghiêm túc với Mỹ và châu Âu nhằm khôi phục kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA, hay còn được gọi là Thỏa thuận Hạt nhân năm 2015. Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn lời ông Kamanvandi nêu rõ, Tehran sẵn sàng khôi phục JCPOA, nhưng việc thực hiện đòi hỏi phải có những cuộc đàm phán nghiêm túc. Theo thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015 với Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Đức và Anh, Iran cam kết thu hẹp hoạt động nghiên cứu hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, Tehran đã từ bỏ một số cam kết sau khi Washington đơn phương rút khỏi JCPOA và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran vào năm 2018, khiến thỏa thuận này sụp đổ. Năm 2021, Iran đã cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA của Liên Hợp Quốc thay thế hệ thống camera tại một cơ sở hạt nhân ở thành phố Karaj, nhưng khẳng định sẽ không chia sẻ video giám sát với IAEA cho đến khi Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông Iran ngày 15 tháng 10, cựu thư ký Ủy ban Phát triển và Trang thiết bị của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, chuẩn tướng Iran Ebrahim Rostami, cho biết Iran đã sở hữu vũ khí vượt trội hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân. Ông Rostami ám chỉ rằng thiết bị quân sự này đã từng được triển khai, gợi nhớ đến một cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vào năm 2019. Ông Rostami nói, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump muốn kiềm chế xuất khẩu dầu của Iran. Chúng tôi đã có một số hoạt động mang tính chiến thuật. Tôi sẽ không nói ai đã thực hiện chúng, nhưng năm tàu chở dầu đã phát nổ tại cảng Fujairah được canh phòng nghiêm ngặt. Họ thậm chí không biết cuộc tấn công bắt nguồn từ đâu và đã nộp đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc. UAE đã cáo buộc chúng tôi nhưng không thể đưa ra bằng chứng. Đây là một số ví dụ mà tôi có thể nêu ra, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết về loại vũ khí này. Một tuần trước đó, một nhóm nghị sĩ Iran đã kêu gọi Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của nước này xem xét lại học thuyết quốc phòng và dỡ bỏ lệnh cấm phát triển vũ khí hạt nhân. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Israel đe dọa sẽ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran để đáp trả cuộc tập kích tên lửa của Tehran vào Israel ngày 1 tháng 10. Ông Rostami ủng hộ lời kêu gọi thay đổi học thuyết, nhưng cho biết các nghị sĩ Iran không biết về một số khía cạnh vì chúng liên quan đến thông tin tuyệt mật và tuyệt mật. Ngày 14 tháng 10, Washington Post dẫn các nguồn tin cho hay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Tel Aviv có kế hoạch tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran hơn là các cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran. Theo nguồn tin, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Biden ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đang có kế hoạch nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự ở Iran. Điều này có nghĩa là Israel có thể sẽ thực hiện một cuộc đáp trả hạn chế hơn nhằm ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện. Các nguồn tin nói rằng kế hoạch của ông Netanyahu khiến Mỹ nhạy nhõm nếu Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran, giá năng lượng có thể tăng mạnh. Một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran có thể khiến căng thẳng leo thang hơn nữa và làm tăng nguy cơ Mỹ bị kéo vào các sự kiện đang diễn ra hiện nay ở Trung Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Iran ngày 16 tháng 10 khẳng định, việc Mỹ triển khai tổ hợp phòng thủ tên lửa Thaad đến Israel chỉ là đòn tâm lý chiến và hoàn toàn không thể tạo ra bất kỳ thay đổi đáng kể nào trên thực địa. Phát biểu với báo giới bên lề cuộc họp chính phủ Iran ở thủ đô Tehran, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, tướng Aziz Nasirzadeh nhấn mạnh, tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Thaad của Mỹ vừa được triển khai đến Israel không có gì là mới mẻ và trước đây đã từng được triển khai. Vì vậy, động thái này thực chất chỉ là một phần của cuộc chiến tranh tâm lý, không phải là vấn đề gì đặc biệt. Bộ trưởng Quốc phòng Iran đồng thời khẳng định, những đe dọa tấn công trả đũa mà giới chức Israel đưa ra thời gian qua cũng không đáng lưu tâm. Tối ngày 1 tháng 10 vừa qua, Iran đã phóng khoảng 200 quả tên lửa đạn đạo tấn công hàng loạt cơ sở quân sự tại Israel. Cuộc tập kích nhằm đáp trả các vụ ám sát của Israel nhằm vào thủ lĩnh cấp cao của các phong trào Hamas, Hezbollah, cũng như chính các tướng lĩnh cấp cao của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC. Giới chức Israel nhiều lần khẳng định sẽ tiến hành đòn tấn công trả đũa khốc liệt và khiến Iran phải hối hận vì cuộc tập kích chống Israel. Đáp lại, giới chức Iran cũng cảnh báo sẽ tiếp tục giáng thêm những đòn chí mạng chống Israel nếu quốc gia Hồi giáo tiếp tục bị tấn công. Mỹ cảnh báo Israel phải cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza, nếu không một số chuyến hàng viện trợ quân sự sẽ bị ngừng lại. Đây là cảnh báo mạnh mẽ nhất từ Mỹ kể từ khi bùng phát cuộc xung đột Israel-Hamas. Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin đã viết thư cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant và Bộ trưởng các vấn đề chiến lược Ron Dermer của Israel hôm 13 tháng 10, yêu cầu các biện pháp cụ thể nhằm giải quyết tình hình ngày càng tồi tệ ở vùng đất Palestine trong bối cảnh Israel tái tấn công ở phía bắc Gaza, các quan chức cho biết hôm 14 tháng 10. Không làm như vậy có thể ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ, bức thư cho biết. Chúng tôi đặc biệt lo ngại những hành động gần đây của chính phủ Israel đang góp phần làm tình hình ở Gaza ngày càng xấu đi. Bản sao bức thư được đăng bởi một phóng viên Axios trên X. Bức thư trích dẫn những hạn chế mà Israel đang áp đặt, bao gồm cả những hạn chế đối với hàng nhập khẩu thương mại, việc từ chối hầu hết các phong trào nhân đạo giữa miền Bắc và miền Nam Gaza và những hạn chế gánh nặng quá mức đối với những hàng hóa có thể vào Gaza. Một quan chức Israel ở Washington cho biết, Israel đã nhận được bức thư, Israel xem xét về vấn đề này một cách nghiêm túc và có ý định giải quyết những lo ngại nêu bên trong bức thư này với những người đồng cấp Mỹ của chúng tôi. Bức thư này là tối hậu thư rõ ràng nhất gửi tới chính phủ Thủ tướng Benjamin Netanyahu kể từ khi cuộc xung đột Gaza bắt đầu, làm tăng triển vọng sự thay đổi trong sự hỗ trợ của Washington đối với Israel. Bức thư nêu rõ các bước cụ thể mà Israel phải thực hiện trong vòng 30 ngày, bao gồm cho phép tối thiểu 350 xe tải vào Gaza mỗi ngày, tạm ngừng giao tranh để cho phép chuyển hàng hóa viện trợ và hủy bỏ lệnh sơ tán đối với dân thường Palestine khi không có nhu cầu hoạt động. Bức thư viết, việc không thể hiện cam kết lâu dài trong việc thực hiện và duy trì các biện pháp này có thể tác động đến chính sách của Hoa Kỳ và luật pháp liên quan đến Hoa Kỳ. Thư trích dẫn mục 620i của đạo luật hỗ trợ nước ngoài cấm viện trợ quân sự cho các quốc gia cản trở việc hoạt động vận chuyển hàng hóa hỗ trợ nhân đạo của Mỹ, cũng như trích dẫn bản ghi nhớ an ninh quốc gia Mỹ mà Tổng thống Joe Biden đã ban hành vào tháng 2, yêu cầu Bộ Ngoại giao báo cáo trước Quốc hội về việc liệu họ thấy những đảm bảo đáng tin cậy của Israel rằng việc họ sử dụng vũ khí của Mỹ không vi phạm luật pháp Hoa Kỳ hoặc luật pháp quốc tế. Washington thường xuyên thúc ép Israel cải thiện điều kiện nhân đạo ở Gaza kể từ khi cuộc xung đột Hamas bắt đầu sau vụ tấn công của nhóm chiến binh Palestine vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chính quyền Biden hầu như từ chối áp đặt các lệnh hạn chế đối với hàng tỷ đô la viện trợ quân sự mà Mỹ gửi cho Israel, ngay cả khi những cảnh báo trước đó về hành vi của nước này trong cuộc xung đột không được chú ý. Theo Al Jazeera, trong ngày 15 tháng 10, Phó Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem mới đây đã tuyên bố rằng một lệnh ngừng bắn ở dải Gaza là chìa khóa để kết thúc xung đột. Chúng tôi đã áp đặt một chương trình tên lửa mới với Israel. Tuy vậy, giải pháp tốt nhất hiện tại là một lệnh ngừng bắn để mở đường cho người dân miền Bắc Israel trở về nhà. Chúng tôi không đưa ra đề nghị này từ thế yếu. Nếu Israel không muốn ngừng bắn, các tên lửa sẽ tiếp tục được phóng. Ông Qassem nói thêm. Bộ Y tế Liban ngày 16 tháng 10 thông báo 16 người đã thiệt mạng và 52 người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào trụ sở chính quyền thành phố Nabatieh, thủ phủ của tỉnh cùng tên ở miền nam Liban. Trong số những người thiệt mạng có thị trưởng Ahmad Kahin, đây là vụ tấn công lớn nhất nhằm vào trụ sở chính quyền của Liban kể từ khi Israel bắt đầu triển khai chiến dịch không kích.
giới chức Liban đã lên án vụ tấn công của Israel, đồng thời nhấn mạnh hành động này là bằng chứng cho thấy chiến dịch chống phong trào Hezbollah của Tel Aviv đang chuyển sang nhắm mục tiêu vào nhà nước Liban. Quyền thủ tướng Liban Nayib Mikati cáo buộc Israel cố ý tấn công cuộc họp của hội đồng thành phố Nabati. Theo ông, những người tham dự cuộc họp thảo luận về tình hình cung cấp dịch vụ và công tác cứu trợ của thành phố nhằm hỗ trợ những người phải di tản do chiến dịch tấn công của Israel. Phản ứng trước cuộc không kích nêu trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố Washington không muốn chứng kiến các tòa nhà dân sự bị phá hủy và sẽ liên lạc với chính phủ Israel về vụ việc. Trong một động thái khác có liên quan, điều phối viên phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Liban, ông Imran Riza, đã bày tỏ tiếc thương các thành viên người Liban của một nhóm cứu trợ thiệt mạng trong cuộc không kích tàn khốc của Israel vào Nabati. Ông Riza chia sẻ, một cuộc tấn công tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường và các thành viên chính quyền địa phương đang nỗ lực cung cấp dịch vụ cứu trợ, đồng thời thể hiện niềm thương tiếc đối với 4 thành viên của một nhóm cứu trợ mà Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo đã phối hợp suốt hơn một năm. Trước đó cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hàng chục mục tiêu của Hezbollah ở tỉnh Nabati. Bên cạnh đó, Hải quân Israel cũng đã tập kích hàng chục mục tiêu ở miền nam Liban. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng ngày đã ra tuyên bố kêu gọi bảo vệ các cơ sở y tế ở Liban, nơi Israel đang tăng cường chiến dịch quân sự chống phong trào Hezbollah trong những tuần gần đây. Tuyên bố nêu rõ, WHO kêu gọi chấm dứt những cuộc tấn công vào các cơ sở y tế, đồng thời cảnh báo các đợt oanh tạc dữ dội đang buộc ngày càng nhiều cơ sở y tế phải đóng cửa, đặc biệt là ở miền nam Liban. Cũng trong ngày 16 tháng 10, chính phủ Canada đã lên tiếng chỉ trích những cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạ tầng dân sự ở phía bắc dải Gaza và lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL. Đồng thời, yêu cầu Tel Aviv chấm dứt ngay lập tức những vụ việc như vậy. Tuyên bố của chính phủ Canada cho rằng tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza là không thể chấp nhận được. Trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp, cộng đồng quốc tế vẫn đang thúc đẩy nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt tình hình. Tuy nhiên, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ngày 16 tháng 10 cho biết tiến trình đàm phán về lệnh ngừng bắn tại dải Gaza đã bị đình trệ trong suốt thời gian qua. Phát biểu với báo giới sau hội nghị cấp cao Liên minh châu Âu-EU và các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC tại Brussels của Bỉ, ông Al Thani đã bày tỏ lo ngại về triển vọng đàm phán ngừng bắn tại Gaza khi các bên liên quan đã không có bất cứ cuộc đối thoại cũng như tiếp xúc nào trong 3-4 tuần trở lại đây. Nhà lãnh đạo Qatar cho rằng đây là tín hiệu vô cùng đáng tiếc khi các bên đều giữ im lặng về vấn đề này. Sáng ngày 16 tháng 10, lực lượng Hezbollah ở Liban đã tiến hành thêm nhiều cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ Israel. Thông báo sáng ngày 16 tháng 10 của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, cuộc tập kích mới và ác liệt nhất của Hezbollah diễn ra vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng theo giờ địa phương, với khoảng 50 quả tên lửa được phóng đi từ phía nam Liban, tấn công khu vực Safed ở phía bắc Israel. Hệ thống phòng không Israel đã bắn hạ một số quả tên lửa, số còn lại chủ yếu rơi vào các khu vực đất trống và không gây ra thương vong. Trước cuộc tập kích tên lửa này không lâu, Hezbollah cũng đã triển khai ít nhất 2 máy bay không người lái UAV xâm nhập trong khu vực Thượng Galilee ở phía bắc Israel. Cuộc tấn công cũng không gây ra thương vong cho các UAV này rơi vào khu vực đất trống. Hezbollah chưa đưa ra tuyên bố về hai cuộc tấn công mới nhất vào Israel. Tuy nhiên, trong một thông báo tối qua, nhóm vũ trang Liban khẳng định đã mở nhiều cuộc tập kích bằng tên lửa, tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Israel trong ngày 15 tháng 10. Trong đó, cuộc tập kích vào thành phố cảng Haifa với khoảng 20 quả tên lửa đã đạt mục tiêu đề ra. Theo nhiều chuyên gia quân sự quốc tế, cuộc tập kích liên tiếp bằng tên lửa và máy bay không người lái rẻ tiền của Hezbollah vào Israel thời gian qua đã khiến cho kho dự trữ tên lửa đánh chặn đắt tiền của Israel hao hụt mạnh và đối mặt với nguy cơ cạn kiệt. Bất chấp việc phải hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề từ chiến dịch tấn công bằng cả không quân, pháo binh và bộ binh của Israel, phong trào Hezbollah ở Liban khẳng định nhóm này vẫn đủ khả năng giáng trả lực lượng đối địch, nhấn mạnh rằng ngừng bắn trả là giải pháp duy nhất cho cuộc xung đột hiện nay. Đặc biệt, phó thủ lĩnh Hezbollah cảnh báo nhóm này có quyền tấn công mọi mục tiêu ở Israel, bất kể là khu vực phía Bắc hay miền Trung, miền Nam nước này, bởi quân đội Israel đã nhắm mục tiêu trên khắp đất nước Liban. Vì vậy, giải pháp duy nhất cho cuộc chiến toàn diện này là thực thi một lệnh ngừng bắn. Tuyên bố của phó thủ lĩnh Hezbollah được đưa ra trong bối cảnh nhóm vũ trang Liban liên tiếp mở rộng các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái hàng ngày vào lãnh thổ Israel, gây thiệt hại nghiêm trọng về cả người và tài sản, đồng thời khiến cho hệ thống phòng không Israel luôn phải căng mình ứng phó và đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tên lửa đánh chặn nghiêm trọng. Tại khu vực phía nam Liban, nơi quân đội Israel đang triển khai chiến dịch tấn công bộ binh hạn chế, Hezbollah cũng đã phản kháng quyết liệt
gây nhiều khó khăn và tổn thất cho lực lượng chiếm đóng. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm qua đã kêu gọi thế giới tiến hành cấm vận Israel để ngăn Tel Aviv tiếp tục kéo dài cuộc xung đột. Trong một phát ngôn chính thức, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cộng đồng quốc tế đã đạt tới giới hạn của ngôn từ, ngoại giao và chính sách quốc tế nhưng vẫn không kiềm chế được Israel. Vì vậy đã đến lúc phải tiến hành các biện pháp cấm vận để cắt nguồn hỗ trợ cho Israel tiếp tục cuộc xung đột tại Trung Đông. Thưa quý vị, truyền thông Israel dẫn nguồn thạo tin giấu tên ngày 14 tháng 10 cho biết, thông qua trung gian, Iran đã gửi gắm đến Mỹ và Israel thông điệp rằng chu kỳ ăn miếng trả miếng hiện tại giữa Iran và Israel chấm dứt nếu Tel Aviv phản ứng hạn chế với cuộc tấn công tên lửa hồi đầu tháng của Tehran. Thông điệp trên được cho là đã gửi qua các kênh ngoại giao bí mật liên quan đến các nước châu Âu đóng vai trò trung gian. Trước đó, Tehran cũng đã phát tín hiệu sẽ không trả đũa nếu Israel tấn công một số mục tiêu chiến lược quan trọng, ngoại trừ cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân. Theo các nguồn tin thân cận với giới ngoại giao, phần thứ hai trong thông điệp của Iran đặc biệt đáng báo động. Iran phát tín hiệu nếu một cuộc tấn công nhắm vào các tài sản quan trọng của họ, chẳng hạn như các mỏ dầu hoặc cơ sở hạt nhân, Tehran sẽ trả đũa, có thể bao gồm một cuộc tấn công lớn và vượt qua ranh giới đỏ. Điều đó làm dấy lên mối lo ngại về khả năng gia tăng xung đột trong khu vực. Mỹ và Israel hiện vẫn chưa phản hồi thông điệp của Iran. Trong một diễn biến liên quan, ngày 16 tháng 10, quân đội Israel đã tiến hành không kích nhằm vào kho vũ khí ngầm chiến lược của phong trào Hồi giáo Hezbollah tại khu vực thành trì Dahiye của nhóm này ở thủ đô Beirut của Liban. Theo thông báo từ quân đội Israel, các máy bay chiến đấu đã tấn công mục tiêu sau khi đưa ra cảnh báo cho dân thường sơ tán khỏi khu vực. Trước đó chưa đầy một giờ, người phát ngôn quân đội Israel Avichai Azra đã yêu cầu người dân rời khỏi khu vực. Cảnh báo về các cơ sở và lợi ích liên quan đến Hezbollah mà quân đội Israel sẽ nhắm mục tiêu trong thời gian tới. Trong khi đó, thị trưởng thành phố Nabatieh Hoydatov cho biết Israel đã tiến hành 11 cuộc không kích vào thành phố này và các vùng lân cận tại miền nam Liban cùng ngày 16 tháng 10. Vài ngày sau các cuộc oanh kích tàn phá khu vực của thành phố này, bà Hoydatov cho biết các vụ không kích dữ dội đã tạo ra các vành đai lửa tại khu vực trên. Hiện chưa rõ số người thương vong do các vụ tấn công này. Cũng trong ngày 16 tháng 10, quân đội Israel cho biết khoảng 50 quả rocket được bắn từ Liban trong đợt tấn công đêm 15 tháng 10 nhắm vào thị trấn Safed của Israel, chưa ghi nhận được thương vong hoặc thiệt hại trong cuộc tấn công. Liên quan đến xung đột giữa Israel và Hezbollah, Alexander Stoltenberg tuyên bố những nước Liên minh châu Âu-EU tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban không có ý định rút khỏi miền nam Liban dù Israel kêu gọi hành động này. Tóm tắt nội dung thảo luận giữa các ngoại trưởng EU hôm 14 tháng 10, ông Stoltenberg cho biết các nước Liên minh châu Âu có binh lính tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, không tranh luận cũng như không có ý định rút quân khỏi miền nam Liban. Ông nhấn mạnh an ninh và an toàn của các binh sĩ của EU là ưu tiên hàng đầu và phải được tất cả các bên đảm bảo. Người đứng đầu ngành ngoại giao của Áo cũng lưu ý Israel có quyền tự vệ trước Hezbollah, song các cuộc tấn công không có chủ đích vào các vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm luật pháp quốc tế. Liên Hợp Quốc cho biết, kể từ khi chiến dịch trên bộ của Israel nhằm vào Hezbollah bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, các vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã bị tấn công và hai xe tăng của Israel đã húc vào cổng của một trong những căn cứ của lực lượng này. Ít nhất 5 binh sĩ gìn giữ hòa bình đã bị thương. Những vụ việc gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với chính phủ một số nước châu Âu. Tổng cộng 16 nước Liên minh châu Âu đóng góp khoảng 3.600 binh sĩ trong tổng số 10.000 thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Trong đó, Áo có khoảng 160 quân nhân tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, trong bài phát biểu trên sóng truyền hình ngày 15 tháng 10, Phó Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem tuyên bố lực lượng này đã áp dụng phép tính mới để gây đau đớn cho Israel dù ông vẫn kêu gọi ngừng bắn. Israel bắt đầu chiến dịch tấn công lớn vào lực lượng thân Iran từ ngày 23 tháng 9 nhằm ổn định khu vực biên giới phía Bắc để những người dân của họ phải sơ tán có thể trở về nhà. Ông Qassem nói, giải pháp là ngừng bắn. Chúng tôi không phát biểu từ vị thế của kẻ yếu. Nếu người Israel không muốn điều đó, chúng tôi sẽ tiếp tục. Phó thủ lĩnh của Hezbollah cho biết, người dân miền Bắc Israel có thể trở về nhà sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn thông qua thỏa thuận gián tiếp. Tuy nhiên, ông Qassem đe dọa sẽ có nhiều người Israel phải di rời hơn nữa nếu xung đột tiếp diễn và số lượng các khu dân cư vắng người sẽ tăng lên hàng trăm nghìn, thậm chí hơn 2 triệu người sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, bất cứ giờ nào, bất cứ ngày nào. Phó thủ lĩnh Hezbollah tuyên bố,
vì Israel đã tấn công khắp Liban, nên lực lượng này có quyền tấn công bất cứ nơi nào ở Israel. Ông nói, chúng tôi sẽ tập trung vào quân đội Israel, bao gồm các trung tâm và doanh trại của họ. Chiến dịch tấn công trên bộ và không kích của Israel đã sát hại ít nhất 2.309 người Liban trong năm qua, tập trung trong vài tuần gần đây. Hơn 1,2 triệu người Liban đã phải di rời, theo số liệu của chính phủ nước này. Cũng trong ngày 15 tháng 10, Thủ tướng lâm thời Liban Najib Makati cho biết các quan chức Mỹ đảm bảo với Liban rằng Israel sẽ giảm bớt tấn công vào Beirut và các vùng ngoại ô phía Nam. Ông Mikati cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản do văn phòng của ông đưa ra. Trong các cuộc tiếp xúc của chúng tôi với chính quyền Mỹ tuần trước, chúng tôi nhận được đảm bảo về giảm gia tăng ở các vùng ngoại ô phía Nam và Beirut. Ông Mikati không nói cụ thể về sự đảm bảo của Mỹ, nhưng cho biết Washington nghiêm túc với việc gây sức ép buộc Israel phải ngừng bắn. Ông cũng cho biết nhiều nỗ lực quốc tế đang diễn ra để dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa quân đội Israel và Hezbollah. Giao tranh diễn ra dọc biên giới phía nam của Liban với miền bắc Israel kể từ tháng 10 năm ngoái, song song với cuộc xung đột ở dải Gaza. Trong vài tuần gần đây, Israel đẩy mạnh tấn công vào miền nam Liban, vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut và khu vực Beka ở miền đông. Trong khi đó, cuộc tấn công bằng máy bay không người drone của Hezbollah vào khu vực Bini Amina của Israel vào tối ngày 13 tháng 10 cho thấy Iran đã tăng cường năng lực cho lực lượng đồng minh, đồng thời để lộ điểm yếu trong hệ thống phòng không nổi tiếng của Israel. Vụ tấn công vào Bini Amina khiến 6-7 người bị thương, cho thấy sự lợi hại của drone trong chiến tranh hiện đại. Phương tiện được sử dụng trong vụ tấn công này được cho là MiSAT-1, loại drone mà Hezbollah sử dụng trong khoảng 2 thập kỷ qua, bắt nguồn từ thiết kế của Iran. Kể từ những năm 1990, Hezbollah đã phóng nhiều drone vào lãnh thổ Israel và tần suất gia tăng trong những giai đoạn xung đột gia tăng. Theo các chuyên gia quốc phòng, Hezbollah thường phóng drone kết hợp với hỏa lực tên lửa để áp đảo hệ thống phòng thủ của Israel và thu nhập dữ liệu hoạt động cho các cuộc tấn công nối tiếp. Thưa quý vị, truyền thông phương Tây dấy lên đồn đoán về việc Israel đang khoanh vùng các mục tiêu có thể tấn công trả đũa ở Iran, bất chấp việc Tehran đang đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn nguy cơ này. Mạng truyền hình NBC của Mỹ dẫn lời một số quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết Israel đã khoanh vùng các mục tiêu ở Iran có thể tấn công được nhằm đáp trả cuộc không kích quy mô lớn hôm 1 tháng 10 vừa qua của Tehran nhằm vào quốc gia đồng minh của Washington. Theo nguồn tin, những mục tiêu nói trên chủ yếu là các cơ sở quân sự và phân phối năng lượng của Iran. Nguồn tin cho biết các chiến lược gia của Israel vẫn đang trong quá trình tính toán và chưa đi đến quyết định cuối cùng. Giới chức Mỹ cho rằng, tính đến thời điểm này, quốc gia đồng minh Trung Đông chưa tỏ ra sẵn sàng thực hiện các vụ ám sát hoặc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Các nguồn tin thừa nhận, phía Israel chưa thông báo cụ thể cho phía Mỹ về thời điểm triển khai tấn công, trong khi một số tờ báo cho rằng, ngày Yom Kippur hay lễ đền tội 11-12 tháng 10 là dịp mà Israel sẽ tranh thủ ra tay, nhưng các tướng lĩnh quân đội Israel đã quyết định chờ đến một thời điểm nào đó thuận lợi hơn. Trong khi đó, về phía Iran, nước Cộng hòa Hồi giáo đang đẩy nhanh các nỗ lực ngoại giao để hạ nhiệt tình hình xung đột ở Liban và dải Gaza, nhằm ngăn chặn nguy cơ Israel đưa ra phản ứng trả đũa nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của mình. Hồi cuối tuần, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã tìm kiếm sự hỗ trợ của người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron qua một cuộc điện đàm thảo luận những cách thức để đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Ông Pezeshkian kêu gọi nhà lãnh đạo Pháp phối hợp với các nước khác ở châu Âu để chấm dứt những hành động mà Iran cho là gây ra tội ác ở Liban và dải Gaza. Về phần mình, ông Macron cũng kêu gọi nhà lãnh đạo Iran cùng hạ nhiệt căng thẳng ở Liban và Gaza, đồng thời nhấn mạnh vai trò và tầm ảnh hưởng của Tehran đối với các lực lượng như Hezbollah và phong trào Hồi giáo Hamas. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Iraq vào ngày 13 tháng 10 để thảo luận tình hình Trung Đông trong chuỗi hoạt động ngoại giao của nhà ngoại giao này đến các nước trong khu vực nhằm xoa dịu tình hình. Tại Iraq, ông Araghchi cho biết Iran đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, cũng như sẽ không có làn danh đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và đất nước. Song khẳng định, Tehran mong muốn hòa bình và sẽ tiếp tục nỗ lực tham vấn với các nước để ngăn chặn căng thẳng leo thang trong khu vực, hướng đến một nền hòa bình ở dải Gaza và Liban. Ngày 13 tháng 10, Mỹ thông báo sẽ cử binh sĩ cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến tới Israel nhằm tăng cường khả năng phòng không cho Tel Aviv sau các cuộc tấn công bằng tên lửa từ Iran. Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, quyết định này là nhằm bảo vệ Israel trong bối cảnh Tel Aviv đang cân nhắc đáp trả Iran sau cuộc tấn công bằng tên lửa vào ngày 1 tháng 10. Mỹ cũng khuyến cáo Israel thận trọng trong phản ứng để tránh châm ngòi cho một cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông.
Ngoài ra, ông Biden cũng công khai phản đối Israel tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời lo ngại về tác động khi đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Tehran. Thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết, việc triển khai này là một phần trong những điều chỉnh lớn mà Washington thực hiện trong nhiều tháng qua nhằm hỗ trợ Israel cũng như bảo vệ nhân viên Mỹ trước các cuộc tấn công từ Iran và lực lượng thân Iran. Thưa quý vị, ngày 13 tháng 10, giới chức Iran cảnh báo chính quyền Mỹ không đưa binh sĩ tới Israel để tránh bị nguy hiểm tới tính mạng. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ rõ chính quyền Mỹ đã chuyển giao nhiều vũ khí cho Israel và giờ đây đang đặt mạng sống của các binh sĩ Mỹ vào chỗ rủi ro bằng việc triển khai lực lượng tới Israel để vận hành các hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông Araghchi đồng thời nhấn mạnh Iran đã thực hiện những nỗ lực vượt bậc trong những ngày qua để kiềm giữ xung đột không bùng phát tại khu vực. Tuy nhiên, một khi xung đột nổ ra, Iran sẽ không có bất kỳ giới hạn đỏ nào trong việc bảo vệ người dân và lợi ích của mình. Cảnh báo của Ngoại trưởng Iran được đưa ra trong bối cảnh truyền thông Israel liên tục đưa tin về việc Mỹ chuẩn bị đưa binh sĩ tới Israel để triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao Tha'at như một phần trong nỗ lực hỗ trợ Tel Aviv chuẩn bị tiến hành đòn tấn công trả đũa cuộc tập kích tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel tối ngày 1 tháng 10 vừa qua. Tha'at là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung ở độ cao lớn. Nhà sản xuất tuyên bố, Tha'at là hệ thống duy nhất của Mỹ được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu thả bên trong và bên ngoài bầu khí quyển. Đài phát thanh quân đội Israel mô tả, động thái này là một phần trong các biện pháp chuẩn bị của Israel để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran. Tháng 3 năm 2019, Mỹ đã triển khai lần đầu và tạm thời hệ thống Tha'at như một phần của cuộc tập trận phòng thủ chung. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu việc triển khai hiện tại có phải là vĩnh viễn hay không. Trước Tha'at, hệ thống phòng không của Israel dựa vào ba hệ thống, Arrow cho tầm xa, David Sling cho tầm trung và Iron Dome cho tầm ngắn, tất cả đều không đánh chặn được nhiều tên lửa của Iran trong cuộc tấn công gần đây. Ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng khoảng 180 quả tên lửa vào Israel để trả đũa cho việc Israel ám sát các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah. Quân đội Israel sau đó thừa nhận cuộc tấn công bằng tên lửa đã gây thiệt hại cho một số căn cứ không quân của nước này. Trong một diễn biến liên quan, giới chức Iran đã lên án mạnh mẽ chính quyền Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới chống quốc gia Hồi giáo, coi đó là bước đi phi pháp và vô lý. Trong một tuyên bố chính thức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqai nêu rõ các lệnh trừng phạt mà chính quyền Mỹ vừa áp đặt với ngành năng lượng của quốc gia Hồi giáo nhằm phản ứng với cuộc tập kích tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10 là phi pháp và vô lý. Ông Baqai nhấn mạnh cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel là hành động tự vệ chính đáng, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong khi các lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran không có cơ sở pháp luật hay căn cứ thuyết phục. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này có quyền đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của mình. Đúng 10 ngày sau cuộc tập kích tên lửa đạn đạo quy mô lớn của Iran vào Israel, ngày 11 tháng 10 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các công ty và các tàu bị cho là có liên quan đến việc buôn bán và vận chuyển dầu của Iran. Thưa quý vị, việc xe tăng quân đội Israel xâm nhập trái phép khu vực đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở miền Nam Liban sáng sớm ngày 13 tháng 10 đang gây nên sự phẫn nộ với cộng đồng quốc tế. Vụ việc khiến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc gọi là những vi phạm gây sốc của Israel đối với lực lượng của họ. Trong khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Phản ứng với vụ việc, Mỹ, đồng minh của Israel, đã nêu bật tầm quan trọng của việc cần triển khai mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Liban và các lực lượng vũ trang Liban. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, yêu cầu trên do lãnh đạo bộ này Lloyd Austin đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yoav Gallant trong ngày 13 tháng 10. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, trong cuộc điện đàm, ông Austin cũng nêu bật sự cần thiết phải chuyển các hoạt động quân sự ở Liban sang ngoại giao để đảm bảo an ninh cho dân thường càng sớm càng tốt, cũng như khẩn trương thực hiện các biện pháp giải quyết tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza. Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu-EU Joseph Borrell cũng ra tuyên bố lên án mọi cuộc tấn công vào các phái bộ của Liên Hợp Quốc. Reuters dẫn tuyên bố nhấn mạnh,
Những cuộc tấn công như vậy nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Những cuộc tấn công này phải chấm dứt ngay lập tức. Theo ông Borrell, tất cả các bên trong cuộc xung đột đều có nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc. Ông Borrell cũng lưu ý, EU đang chờ đợi lời giải thích và một cuộc điều tra toàn diện từ chính quyền Israel về các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Lực lượng này đóng vai trò cơ bản trong việc duy trì tình hình ổn định ở miền Nam Liban. Về phần mình, Israel đã phản đối một số báo cáo của Liên Hợp Quốc về vụ việc liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng lực lượng này đang cung cấp lá chắn sống cho các chiến binh Hezbollah trong thời kỳ bùng nổ thù địch. Mặc dù vậy, ngày 13 tháng 10, hãng thông tấn AFP đưa tin, trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Italia Giorgia Meloni, ông Netanyahu bày tỏ lấy làm tiếc về bất kỳ sự tổn hại nào gây ra cho nhân viên của Liên Hợp Quốc tại Liban và nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn thương vong của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Ở một diễn biến khác, trả lời báo giới về tình hình Liban sau hội nghị cấp cao Đông Á tại Lào, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, chúng tôi tiếp tục tham gia mạnh mẽ để ngăn chặn xung đột rộng lớn hơn trong khu vực. Nhà ngoại giao Mỹ chia sẻ, tất cả chúng ta đều có mối quan tâm lớn trong việc cố gắng tạo ra một môi trường mà mọi người có thể trở về nhà, an toàn và an ninh được đảm bảo, trẻ em có thể trở lại trường học. Vì vậy, Israel có lợi ích rõ ràng và rất chính đáng trong việc thực hiện điều đó. Người dân Liban cũng muốn điều tương tự. Chúng tôi tin rằng cách tốt nhất để đạt được điều đó là thông qua một sự hiểu biết ngoại giao, một sự hiểu biết mà chúng tôi đang nỗ lực trong một thời gian và một sự hiểu biết mà chúng tôi đang tập trung vào ngay bây giờ. Ông Blinken lưu ý rằng Israel có quyền tự vệ trước Hezbollah, nhưng cho biết ông lo ngại về tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ. Tuyên bố của ông Blinken không đề cập đến các cuộc thảo luận về khả năng ngừng bắn giữa Israel và nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn. Trong một phát biểu trên truyền hình Al-Manar TV ngày 15 tháng 10, Phó thủ lĩnh Hezbollah, ông Sheikh Naim Qassem cho rằng vì Israel đã tấn công toàn bộ Liban, cho nên phong trào vũ trang này có quyền từ vị trí phòng thủ của mình tấn công bất kỳ địa điểm nào ở Israel. Theo ông Qassem, từ ngày 17 tháng 9, thời điểm xảy ra các vụ nổ thiết bị liên lạc ở Liban cho đến nay, Hezbollah không còn ở trong giai đoạn hỗ trợ Hamas nữa mà đang ở trong một giai đoạn mới, đó là giai đoạn đối đầu với sự xâm lược của Israel và cuộc chiến của Israel chống lại Liban. Trong giai đoạn mới này, ông Qassem tuyên bố rằng Hezbollah sẽ tập trung vào việc tấn công quân đội Israel và các trung tâm cũng như doanh trại của họ. Cùng với tuyên bố của ông Qassem, vào chiều ngày 15 tháng 10, các thành viên Hezbollah đã tấn công thành phố Safed của Israel bằng một loạt tên lửa. Hezbollah cũng xác nhận một cuộc tấn công thứ hai vào Mabat Anjora ở cao nguyên Golan, trong đó lực lượng này đã nã tên lửa vào căn cứ Nestali gần thành phố Safed. Cũng trong ngày 15 tháng 10, theo báo cáo của giới chức y tế Liban, quân đội Israel đã mở rộng chiến dịch ném bom tại Liban, sát hại ít nhất 22 người trong một cuộc không kích ở phía Bắc nhằm vào một ngôi nhà nơi có những người sơ tán đang tìm nơi trú ẩn khỏi các cuộc không kích của Israel ở phía Nam. Các nguồn tin quân sự Liban tiết lộ rằng máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái của Israel đã thực hiện tổng cộng 17 cuộc không kích vào các thị trấn và làng mạc ở miền Nam Liban và 11 cuộc không kích vào miền Đông Liban chiều ngày 15 tháng 10. Israel cho biết, chiến dịch tại Liban nhằm đảm bảo sự trở về của hàng chục ngàn cư dân phải rời bỏ nhà cửa ở miền Bắc nước này do các cuộc tấn công của Hezbollah. Theo chính phủ Liban, các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 2.309 người thiệt mạng trong năm qua và khiến hơn 1,2 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa. Phần lớn số người thiệt mạng là từ cuối tháng 9, khi Israel mở rộng chiến dịch quân sự, con số này không phân biệt giữa thường dân và binh lính. Theo báo cáo từ phía Israel, khoảng 50 người Israel, cả binh lính và dân thường đã thiệt mạng. Ngày 15 tháng 10, giới chức Liên Hợp Quốc nhận định giải Gaza, vùng đất bị xung đột tàn phá dường như đang phải đối mặt với những hạn chế khắt khe nhất về viện trợ kể từ khi xung đột Israel-Hamas bắt đầu cách đây hơn một năm, đặc biệt tác động nghiêm trọng đối với trẻ em. Người phát ngôn của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF James Elder cho biết, mỗi ngày trôi qua, tình hình của trẻ em trở nên tồi tệ hơn trước. Theo ông Elder, khả năng tiếp cận viện trợ đang ngày càng tồi tệ, mặc dù nhu cầu tăng lượng viện trợ vào Gaza trở nên cấp thiết. Tháng 8 là tháng ghi nhận lượng viện trợ nhân đạo đến giải Gaza thấp nhất so với bất kỳ tháng nào kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Trong tuần qua, một số ngày không có xe tải thương mại nào được phép vào vùng đất bị chiếm đóng này của người Palestine. Theo ông Elder, đầu năm nay, cộng đồng quốc tế thúc đẩy mở các tuyến vận chuyển cũng như điểm tiếp cận mới, giữa lúc Liên Hợp Quốc cảnh báo có thể tuyên bố nạn đói tại Gaza. Tuy nhiên, xu hướng này hiện bị đảo ngược. Kể từ tháng 5 vừa qua, nhiều cửa khẩu đã bị chặn. Trong khi đó, khu vực phía Bắc Gaza dự kiến sẽ không nhận được thực phẩm hay hàng viện trợ trong tháng 10 này.
Ông Elder nhấn mạnh Gaza hiện là vùng đất về cơ bản không thể tồn tại do thiếu hàng viện trợ, cùng với các cuộc không kích liên tiếp và khoảng 85% lãnh thổ bị áp đặt lệnh sơ tán. Liên quan đến vấn đề trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gửi thư cho chính quyền Israel, trong đó yêu cầu Tel Aviv triển khai các biện pháp khẩn cấp để cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza nhằm tránh khỏi hành động pháp lý liên quan đến viện trợ quân sự của Mỹ. Trang Axios cho biết, trong bức thư đề ngày 13 tháng 10, hai vị bộ trưởng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc của chính phủ Mỹ trước tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Gaza và kêu gọi Israel triển khai những hành động khẩn cấp và bền vững trong tháng này để cải thiện tình hình. Quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại khi cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Thaad cho Israel. Theo AP, cần khoảng 100 người để vận hành được Thaad và đích thân quân nhân Mỹ sẽ điều khiển khi hệ thống phòng thủ tên lửa chuyển tới Israel. Các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ cho rằng điều này sẽ khiến quân đội Mỹ có thêm áp lực mới ở Trung Đông bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường thủy thương mại trên Biển Đỏ. Sức ép về nhu cầu sử dụng Thaad cũng tăng lên vì Mỹ đang triển khai hệ thống này ở cuộc chiến ở Ukraine. Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wolbert cho biết, lực lượng phòng không và pháo binh liên tục phải giữ kỷ luật để có thể đáp ứng những nhiệm vụ được giao ở tần suất dày đặc. Bà Wolbert chia sẻ thêm, họ đang nỗ lực cung cấp thêm những thông tin chính xác nhất về tình hình lực lượng cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin với hy vọng được xem xét để giảm bớt gánh nặng. Trong ngày 13 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ triển khai thêm hệ thống Thaad cùng nhiều binh sĩ tại Israel nhằm bảo vệ đồng minh trước các cuộc tấn công của các thế lực thù địch và là lần đầu tiên xuất hiện ở Israel sau 5 năm. Trước đó, Thaad từng ở Israel để phục vụ cho một cuộc tập trận giữa Mỹ và Israel vào năm 2019. Nhiều quan chức Mỹ cho hay, hệ thống Thaad sẽ được vận chuyển từ một địa điểm ở Mỹ và phải mất nhiều ngày mới tới được Israel. Động thái này dấy lên sự lo ngại về sự suy giảm khả năng phòng thủ quốc gia của Mỹ. Quyết định viện trợ Thaad đưa ra trong khi Israel được cho là đang lên kế hoạch trả đũa cuộc tấn công bằng hàng trăm quả tên lửa của Iran hồi đầu tháng 10. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục kêu gọi Israel phải giữ bình tĩnh và phản đối những cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân hay nơi cung cấp năng lượng ở Iran. Các chuyên gia nhận định, sức phòng thủ của Israel sẽ gia tăng đáng kể sau khi có Thaad, vốn nước này đã có hệ thống phòng thủ Iron Dome vòm sắt đáng gờm do Mỹ cung cấp. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ thông báo sẽ triển khai thêm quân đội và hệ thống phòng thủ tên lửa đến Israel khi chưa diễn tập trước. Các chuyên gia cho rằng đây là động thái bất thường. Trước đó, Tổng thống Joe Biden từng kêu gọi Israel phải giữ bình tĩnh và phản đối các cuộc tấn công vào những mục tiêu hạt nhân cũng như các cơ sở cung cấp năng lượng ở Iran để tránh cuộc chiến lan rộng ra khắp Trung Đông. Các chuyên gia quân sự nhận định, nếu xét về khả năng quân sự của Israel, việc Mỹ triển khai quân đội đến Israel mà không có tập trước là rất hiếm. Tuy nhiên, quân đội Mỹ giúp Israel chống trả nhiều tàu chiến cùng hàng loạt máy bay tiêm kích từ những thế lực thù địch trong nhiều tháng gần đây. Thaad được biết đến là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Mỹ. Sức phòng thủ của Israel vốn đã đáng gờm nhờ hệ thống Iron Dome vòm sắt, hứa hẹn sẽ được củng cố đáng kể sau khi bổ sung Thaad. Hệ thống Thaad được trang bị 8 bệ phóng gắn trên xe tải. Mỗi bệ phóng chứa 8 tên lửa và có radar hiện đại. Cần ít nhất 100 người để vận hành Thaad. Mặc dù Mỹ chưa thông báo cách thức triển khai Thaad, nhưng Iran ngay lập tức cảnh báo tính mạng của quân dân Mỹ sẽ gặp nguy hiểm nếu họ trực tiếp vận hành Thaad tại Israel. Mỹ đã chi hơn 22 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông kể từ khi cuộc chiến ở dải Gaza bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, trong đó có khoảng 17,9 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho quân đội Israel và số còn lại được sử dụng cho những cuộc chiến của Mỹ với Houthi trên Biển Đỏ. Hiện tại, Mỹ có khoảng 43.000 binh sĩ cùng hàng loạt tàu chiến, máy bay chiến đấu và tàu sân bay ở Trung Đông nhằm bảo vệ đồng minh Israel cùng tuyến đường thủy thương mại quốc tế trên Biển Đỏ. Theo hãng tin AFP, Iran cho biết hiện tại nước này không thấy có cơ sở cho các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ thông qua Oman do căng thẳng đang lan rộng ở Trung Đông. Phát biểu trong chuyến thăm thủ đô Muscat của ông Oman, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã nêu rõ Oman đã đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy đối thoại giữa Tehran và Washington, được gọi là tiến trình Muscat. Hiện tại, tiến trình Muscat đã bị dừng lại do các điều kiện cụ thể của khu vực. Chúng tôi không thấy cơ sở cho các cuộc đàm phán này cho đến khi cuộc khủng hoảng hiện tại được giải quyết. Sau đó chúng tôi sẽ quyết định có nên tiếp tục đàm phán hay không và tiếp tục dưới hình thức nào, nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cho biết. Mỹ chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào về tuyên bố của ông Araghchi.
Iran đã bắn 200 tên lửa vào Israel ngày 1 tháng 10 trong một hành động trả đũa cho vụ giết hại các nhà lãnh đạo phong trào liên kết với Tehran trong khu vực và một vị tướng trong lực lượng vệ binh Hồi giáo cách mạng Iran. Vào tháng 6, Tehran đã tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Washington, mặc dù hai nước không có quan hệ ngoại giao. Trang web tin tức Axios của Mỹ đã đưa tin vào thời điểm đó rằng các quan chức Iran và Mỹ tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman về cách tránh các cuộc tấn công khu vực leo thang. Bộ trưởng Iran đã đến quốc gia vùng vịnh này vào sáng sớm 14 tháng 10 và đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Oman, Baad bin Hamad al-Busaidi, sau chuyến thăm Iraq trước đó một ngày. Các cuộc đàm phán giữa hai nhà ngoại giao đã đề cập đến những diễn biến mới nhất trong khu vực trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục của Israel vào Gaza và Liban. Căng thẳng tại Trung Đông đã leo thang do cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza, khiến gần 42.300 người thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, sau cuộc tấn công của Hamas vào năm ngoái. Các cuộc xung đột đã lan rộng sang Liban khi Israel tiến hành các cuộc tấn công chết người trên khắp đất nước, khiến hơn 1.488 người thiệt mạng và gần 4.300 người khác bị thương kể từ ngày 23 tháng 9. Ngày 14 tháng 10, Anh và Liên minh châu Âu EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cá nhân, tổ chức Iran sau cuộc tấn công của Tehran vào Israel ngày 1 tháng 10. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh cho biết các lệnh trừng phạt nhắm vào các nhân vật cấp cao trong quân đội, không quân và tổ chức của Iran có liên quan đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Trong danh sách trừng phạt có ông Adorahim Mousavi, Tổng tư lệnh Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran, Cục thiết kế hệ thống đẩy Fazal Negan và Cơ quan Vũ trụ Iran. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh David Lammy cáo buộc, bất chấp những lời cảnh báo liên tục, các hành động nguy hiểm của Iran và lực lượng ủy nhiệm của nước này đang thúc đẩy sự leo thang hơn nữa ở Trung Đông. Trong cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào Israel, chúng tôi buộc Iran phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, trong danh sách trên cũng có hãng hàng không Saha Airlines và Matan Air. Thứ trưởng Quốc phòng Seyed Majed Galandari, quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Iran IRG và các giám đốc điều hành của công ty sản xuất máy bay IAMI và của Tổ chức Công nghiệp Vũ trụ. Lệnh trừng phạt cũng bao gồm quyết định đóng băng tài sản và cấm đi lại tại EU. Thưa quý vị, một tòa nhà ở miền Bắc Liban đã phải hứng chịu sự tấn công của lực lượng không quân Israel. Ít nhất 21 người đã thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Theo hãng tin AP, tòa nhà bị tấn công nằm ở làng Aito thuộc phía Bắc Liban, không nằm trong khu vực mà Israel đang triển khai chiến dịch trên bộ nhằm phá hủy cơ sở vật chất của Hezbollah. Hội chữ thập đỏ Liban cho biết, cuộc không kích ngày 14 tháng 10 của Israel đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương. Mục đích của cuộc tấn công vẫn chưa được làm rõ khi quân đội Israel không có bất cứ thông báo nào ngay sau đó. Video ghi lại hiện trường cho thấy, cột khói đen bốc lên nghi ngút giữa Aito. Nhiều xe hơi gần đó đã bị phá hủy. Người dân xung quanh đang cố đưa thi thể ra khỏi các đống đổ nát hay kéo xuống khỏi những cành cây. Cuộc không kích diễn ra sau khi Hezbollah sử dụng máy bay không người lái UAV tấn công vào căn cứ quân sự của Israel trong ngày 13 tháng 10, khiến 4 binh sĩ 19 tuổi thiệt mạng cùng 7 binh sĩ khác bị thương. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đích thân đến căn cứ bị tấn công trong ngày 14 tháng 10 để hỏi thăm tình hình sức khỏe của những quân nhân bị thương và tuyên bố, chúng ta sẽ tiếp tục tấn công Liban một cách không thương tiếc, kể cả thủ đô Beirut. Khi bắt đầu giao tranh với Hezbollah vào tháng 10 năm ngoái, Israel đã khiến 2.300 người Liban thiệt mạng và 1/3 trong số đó được ghi nhận trong tháng trước. Sau khi phát động chiến dịch trên bộ ở Liban hồi đầu tháng 10 này, quân đội Israel tập trung triển khai tấn công ở miền nam Liban, phía tây thung lũng Beka và ngoại ô Beirut. Trong khi đó, loạt đạn pháo cùng UAV của Hezbollah phóng sang lãnh thổ Israel trong suốt một năm qua đã khiến 60 người thiệt mạng, mặc dù quân đội Israel cho biết hầu hết các mục tiêu đều bị đánh chặn và rơi xuống những khu đất trống. Hezbollah từng thề rằng chỉ dừng xung đột với Israel khi thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza được chấp thuận. Tuy nhiên, ngày 8 tháng 10 vừa qua, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Liban lần đầu tán thành với lệnh ngừng bắn vô điều kiện. Trước đó, trong ngày 13 tháng 10, đã phi thẳng qua cổng đại bản doanh của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc ở Liban, gọi tắt là UNIFIL. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi Liên Hợp Quốc di dời quân đội của UNIFIL ra khỏi vùng chiến sự của Israel và Hezbollah ở Liban. Ông Netanyahu cho rằng, sự hiện diện của UNIFIL đã gián tiếp tạo ra một lá chắn vô hình cho Hezbollah. Tuy nhiên, lực lượng do Iran hậu thuẫn ở Liban đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận việc lợi dụng sự bảo vệ của UNIFIL.
Theo lời mô tả của binh sĩ UNIFIL, hai chiếc xe tăng Merkava của Israel đã phá hủy cổng chính và bắt đầu tiến vào trước khi mặt trời mọc. Ngay sau đó, nhiều vụ nổ xảy ra ở cách đó 100 mét. Khói đen bốc lên nghi ngút, bao trùm cả trụ sở, khiến hàng loạt binh sĩ UNIFIL bị ngộ độc khói. Trong đó có 15 người cần phải vào phòng điều trị, cho dù đã đeo mặt nạ. Hiện vẫn chưa rõ người đứng sau loạt pháo kích hay loại khí độc trong cuộc tấn công. UNIFIL cũng cáo buộc lực lượng phòng vệ Israel cố ý ngăn chặn một đoàn xe vận tải hậu cần trong ngày 13 tháng 10. Trước tình hình căng thẳng leo thang của các cuộc xung đột tại miền Nam Liban, người phát ngôn của UNIFIL Andrea Tenenti cảnh báo nguy cơ thảm khốc cùng những tác động nghiêm trọng đến người dân nơi đây có thể xảy ra. Dư luận Israel rúng động bởi vụ việc đêm 13 tháng 10. Hezbollah đã sử dụng máy bay không người lái tự sát tấn công một căn cứ làm ít nhất 6-7 binh sĩ lực lượng phòng vệ Israel IDF thương vong mà hệ thống báo động phòng không không kích hoạt. Đêm ngày 13 tháng 10, tổ chức Hezbollah ở Liban đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ của quân đội Israel ở Bini Amina ở miền trung Israel, sát hại 4 binh sĩ Israel và làm bị thương 6-3 người khác. Hezbollah đe dọa sẽ tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công vào Israel nếu quân đội Israel tiếp tục tấn công Liban. Sau vụ tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm để thảo luận về tình hình. Lực lượng Hezbollah cho biết họ đã phóng một loạt máy bay không người lái về phía Israel. Tuy nhiên, phía Israel nói Hezbollah đã phóng hai máy bay không người lái. Hành tung của hai máy bay không người lái này đã bị radar quân sự Israel phát hiện. Theo cuộc điều tra sơ bộ của quân đội Israel, hai chiếc máy bay không người lái tự sát kiểu Mossad của Hezbollah, tức loại Ababinti do Iran chế tạo, đã bay vào không phận Israel từ hướng biển, một chiếc đã bị bắn hạ gần bờ biển thành phố Haifa. Tuy nhiên, phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari thừa nhận rằng khi chiếc máy bay không người lái thứ hai tấn công căn cứ quân sự, còi báo động không kích đã không vang lên. Ông nói rằng IDF sẽ điều tra làm thế nào chiếc máy bay không người lái đột nhập và tấn công căn cứ mà hệ thống phòng không không kích hoạt báo động. Chúng ta cần phải được bảo vệ tốt hơn. Chúng tôi sẽ điều tra sự kiện này để rút ra bài học từ đó và cải thiện. Ông Hagari nói và cho biết thêm rằng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Israel đã phải đối mặt với các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Ông Hagari nhấn mạnh, IDF có toàn quyền hành động kiểm soát hoạt động đối với vụ việc này và kêu gọi công chúng không tung tin đồn khi sự thật vẫn chưa được xác minh rõ. Tờ Time of Israel chỉ ra rằng máy bay quân sự và trực thăng vũ trang của lực lượng không quân Israel đã cất cánh truy đuổi chiếc máy bay không người lái thứ hai, nhưng chiếc máy bay không người lái cuối cùng đã biến mất khỏi radar. Báo cáo phân tích rằng chiếc máy bay không người lái này có thể đã bay rất thấp trước khi mất dấu vết. Khi máy bay không người lái biến mất khỏi radar, hệ thống phòng không Israel thường xác định mục tiêu đã bị rơi hoặc bị đánh chặn nên không đưa ra cảnh báo không kích. Nguyên nhân có thể là do chiếc UAV bay ở độ cao thấp quá gần mặt đất và hệ thống báo động phòng không không được kích hoạt. Cuối cùng, chiếc máy bay không người lái đã lao trúng căng tin, căn cứ huấn luyện của lữ đoàn bộ binh Golani số 1, khiến nhiều binh sĩ Israel thương vong. Ngoài 4 người thiệt mạng, hầu hết số người còn lại đều bị thương do mảnh đạn và 7 người trong số đó đang trong tình trạng nghiêm trọng. Theo tin của đài truyền hình Beacon của Hezbollah, vụ tấn công này nhằm trả đũa các vụ tấn công của Israel, đặc biệt là vào thủ đô Beirut của Liban. Trước đó cùng ngày 13 tháng 10, quân đội Israel đã đưa ra một tuyên bố cho biết, tính đến 15 giờ chiều theo giờ địa phương, khoảng 115 vật thể được phóng lên của Hezbollah đã bay vào Israel từ Liban. Lầu Năm Góc đã công bố cuộc điện đàm giữa hai ông Austin và Gallant. Ông chủ Lầu Năm Góc bày tỏ lời chia buồn về việc các binh sĩ Israel thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah. Ông Austin nhắc lại tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh cho lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban và lực lượng vũ trang của chính phủ Liban, cần chuyển từ hoạt động quân sự của Liban sang ngoại giao càng sớm càng tốt, đồng thời giải quyết các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng ở dải Gaza. Ông cũng tái khẳng định cam kết vững chắc lâu dài và kiên định của Mỹ đối với an ninh của Israel. Tờ Time of Israel chỉ ra rằng máy bay không người lái tự sát Mossad mà Hezbollah sử dụng để tấn công đêm ngày 13 tháng 10 là mẫu máy bay không người lái tự sát của chính Hezbollah. Tổ chức tư vấn Alma Research và Education Center của Israel cho biết loại máy bay không người lái này có tầm tấn công 120 km, tốc độ tối đa 370 km/h, có thể mang 40 kg chất nổ và có thể bay ở tốc độ tối đa 3.000 m. CNN bình luận, hệ thống phòng không của Israel thường khá đáng tin cậy. Tuy nhiên, còi báo động không vang lên khi máy bay không người lái thứ hai tấn công, khiến người ta thắc mắc làm thế nào mà máy bay không người lái của Hezbollah xâm nhập vào lãnh thổ Israel mà lại không bị phát hiện. Thưa quý vị, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại khi cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối Thaad cho Israel. Theo AP, cần khoảng 100 người để vận hành được Thaad và đích thân quân nhân Mỹ sẽ điều khiển khi hệ thống phòng thủ tên lửa chuyển tới Israel.
Các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ cho rằng điều này sẽ khiến quân đội Mỹ có thêm áp lực mới ở Trung Đông bên cạnh việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường thủy thương mại trên Biển Đỏ. Sức ép về nhu cầu sử dụng Thaad cũng tăng lên vì Mỹ đang triển khai hệ thống này ở cuộc chiến ở Ukraine. Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Woolbert cho biết, lực lượng phòng không và pháo binh liên tục phải giữ kỷ luật để có thể đáp ứng những nhiệm vụ được giao ở tần suất dày đặc. Bà Woolbert chia sẻ thêm, họ đang nỗ lực cung cấp thêm những thông tin chính xác nhất về tình hình lực lượng cho Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin với hy vọng được xem xét để giảm bớt gánh nặng. Trong ngày 13 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ triển khai thêm hệ thống Thaad cùng nhiều binh sĩ tại Israel nhằm bảo vệ đồng minh trước các cuộc tấn công của các thế lực thù địch và là lần đầu tiên xuất hiện ở Israel sau 5 năm. Trước đó, Thaad từng ở Israel để phục vụ cho một cuộc tập trận giữa Mỹ và Israel vào năm 2019. Nhiều quan chức Mỹ cho hay, hệ thống Thaad sẽ được vận chuyển từ một địa điểm ở Mỹ và phải mất nhiều ngày mới tới được Israel. Động thái này dấy lên sự lo ngại về sự suy giảm khả năng phòng thủ quốc gia của Mỹ. Quyết định viện trợ Thaad đưa ra trong khi Israel được cho là đang lên kế hoạch trả đũa cuộc tấn công bằng hàng trăm quả tên lửa của Iran hồi đầu tháng 10. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden liên tục kêu gọi Israel phải giữ bình tĩnh và phản đối những cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân hay nơi cung cấp năng lượng ở Iran. Các chuyên gia nhận định, sức phòng thủ của Israel sẽ gia tăng đáng kể sau khi có Thaad. Bốn nước này đã có hệ thống phòng thủ Iron Dome vòm sắt đáng gờm do Mỹ cung cấp. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ thông báo sẽ triển khai thêm quân đội và hệ thống phòng thủ tên lửa đến Israel khi chưa diễn tập trước. Các chuyên gia cho rằng đây là động thái bất thường. Trước đó, Tổng thống Joe Biden từng kêu gọi Israel phải giữ bình tĩnh và phản đối các cuộc tấn công vào những mục tiêu hạt nhân cũng như các cơ sở cung cấp năng lượng ở Iran để tránh cuộc chiến lan rộng ra khắp Trung Đông. Các chuyên gia quân sự nhận định, nếu xét về khả năng quân sự của Israel, việc Mỹ triển khai quân đội đến Israel mà không có tập trước là rất hiếm. Tuy nhiên, quân đội Mỹ giúp Israel chống trả nhiều tàu chiến cùng hàng loạt máy bay tiêm kích từ những thế lực thù địch trong nhiều tháng gần đây. Thaad được biết đến là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Mỹ. Sức phòng thủ của Israel vốn đã đáng gờm nhờ hệ thống Iron Dome vòm sắt hứa hẹn sẽ được củng cố đáng kể sau khi bổ sung Thaad. Hệ thống Thaad được trang bị 8 bệ phóng gắn trên xe tải. Mỗi bệ phóng chứa 8 tên lửa và có radar hiện đại, cần ít nhất 100 người để vận hành Thaad. Mặc dù Mỹ chưa thông báo cách thức triển khai Thaad, nhưng Iran ngay lập tức cảnh báo tính mạng của quân dân Mỹ sẽ gặp nguy hiểm nếu họ trực tiếp vận hành Thaad tại Israel. Mỹ đã chi hơn 22 tỷ đô la Mỹ cho các hoạt động quân sự ở Trung Đông kể từ khi cuộc chiến ở dải Gaza bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, trong đó có khoảng 17,9 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho quân đội Israel và số còn lại được sử dụng cho những cuộc chiến của Mỹ với Houthi trên Biển Đỏ. Hiện tại, Mỹ có khoảng 43.000 binh sĩ cùng hàng loạt tàu chiến, máy bay chiến đấu và tàu sân bay ở Trung Đông nhằm bảo vệ đồng minh Israel cùng tuyến đường thủy thương mại quốc tế trên Biển Đỏ. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!